Chúng tôi sẽ nhanh chóng soạn thảo hợp đồng và gửi đến công ty của ông. Tôi nghĩ mình không quá già tới mức phải gọi bằng ông đâu. Xin lỗi, tôi sơ ý. Không sao, tôi chỉ đùa vui thôi. Không biết cô Hân có thể đưa tôi đi tham quan nông trại Gia Hưng không? Tôi muốn xem đồ trà ra sao thôi. Tôi cũng chỉ mới vừa về đây thôi. Giám đốc Bảo rành hơn tôi, chắc là anh ấy sẽ rất vui lòng hướng dẫn anh tham quan nông trại. Tôi cảm thấy hai người đàn ông mà đi với nhau không thú vị cho mấy. Hơn nữa, cô là người nghiên cứu ra công thức trà sâm dứa. Tôi nghĩ nghe cô giải thích sẽ rõ ràng hơn. Nếu vậy, tôi không còn lý do gì để từ chối. Mời. Sao vừa gặp anh ta, Nhã Hưng lại gọi là trọng khôn? Không lẽ anh ta rất giống trọng khôn sao? Sao? Đối tác lần này cháu thấy thế nào? Rất có triển vọng chú ạ. Nhưng mà Sao vậy? sao con thấy anh ta tỏ vẻ thân thiết với Nhã Hưng như vậy? Mà rõ ràng trước đó hai người không quen biết nhau. Chú cũng không rõ nữa. Chính anh ta đã chủ động tìm chú rồi đặt vấn đề hợp tác, mà sao lại còn biết rõ tên họ của Nhã Ân nữa. Tôi đã biết vì sao mọi người đều rất thích đi du lịch nơi này. Ở đây thật là đẹp. Ai đến đây một lần đều lưu luyến khi trở về. Trước đây anh cũng thường đến đây chứ? Tuổi thơ của tôi có thời gian ở đây. Chính vì vậy tôi rất hứng thú đối với trà. Nhưng vì hoàn cảnh buộc tôi phải ra nước ngoài sinh sống. Mười mấy năm rồi tôi mới quay trở về mới có cơ hội phát triển lĩnh vực này. Sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi cảm thấy hình như cô có rất nhiều tâm sự. Khôi là ai vậy? Anh hỏi ai? Chồng Khôi sao? Hình như anh ta có nét giống tôi mới khiến cho cô nhận nhầm như vậy. Hơn nữa chữ lót cũng giống nhau. Tôi là Trọng Nhân. Đó là một người quen đặc biệt của tôi. Thật lạ là nhìn anh, tôi lại thấy có nhiều nét giống anh ấy. Thật ra tôi chỉ mới gặp cô, nhưng qua tìm hiểu tôi đã biết chuyện cô trước đó. Vậy sao? Tôi thế nào? Cô là một người rất cá tính. Tôi rất ấn tượng vì lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta. Hehehe